Các pháp đều không. Câu hỏi của cháu Dũng, ngày 20 tháng 4 năm 2000. Hỏi: Kính bạch thầy, trong sách thầy thường hay nói là người muốn tu hành giải thoát thì phải thực hiện không làm khổ mình khổ người, các ái ly gia, ly dục ly ác pháp, hướng thiện tăng trưởng thiện, diệt ác ly ác pháp, xả tâm, vân vân. Còn sách của thầy Thanh Từ thì coi Bát Nhã Tâm Kinh là cứu cánh, tức là lấy cái nhìn mọi sự đều không để tu. Theo con hiểu thì hai pháp đều có thể hỗ trợ cho nhau. Từ cái nhìn mọi sự đều không hướng ta tới không làm khổ mình, khổ người, ly dục, ly ác pháp cũng đâu có mâu thuẫn gì. Vậy con thấy trong sách của thầy có nói là Kinh sách Phát Triển hay Thiền Định Trung Hoa là xuyên tạc giáo lý của Phật, mong thầy giải thích cho con hiểu. Đáp: Kinh sách Nguyên Thủy của Đức Phật và Kinh sách Phát Triển tưởng giải về lý thì giống nhau, nhưng Kinh sách Phát Triển không có pháp hành, không có lối sống đúng giới luật, thường sống phạm giới, phá giới, bẻ vụn giới luật Phật và sống trong ô nhiễm dục lạc thế gian, nhưng khéo lý luận che đậy bằng cách thấy mọi pháp đều không. Đó là sự lừa đảo bằng ngôn ngữ để che mắt tín đồ Phật giáo. Thấy các pháp đều không, sao quý thầy lại không sống không? Vì thế, các thầy theo Kinh sách Phát Triển sống ô nhiễm, chạy theo dục lạc, nên có chùa to, Phật lớn, vật chất đầy đủ, ăn uống phi thời, mặc y áo sang đẹp, đắt tiền giống như nhà giàu. Đi ra thì như vua chúa, tiền hô hậu ủng, Phật tử đông đảo kẻ trước người sau. Thế mà nhìn mọi pháp đều không ư? Như vậy cháu có tin là không chăng? Nói không mà lại có, và còn chạy theo cái có, thì chúng ta có tin lời nói của họ không? Từ chỗ không có một chiếc xe đạp, khi làm trụ trì một thời gian, thì cả xe hơi họ cũng có. Còn Kinh sách Nguyên Thủy dạy các vị tu sĩ phải sống đúng phạm hạnh, không có chùa to Phật lớn, đời sống chỉ có ba y một bát, ăn ngày một bữa, mặc y áo thô xấu, mà còn phải luôn luôn cảnh giác phòng hộ sáu căn bằng giới luật để giữ gìn đức hạnh của một bậc thánh tăng. Đối với tu sĩ Nguyên Thủy, như vậy chưa được gọi là ly dục ly ác pháp, mà còn phải thực hành ngày đêm liên tục, ngăn ác, diệt ác pháp, để khắc phục tâm, tham, sân, si, mạn, nghi của mình bằng các pháp định như định niệm hơi thở, định chánh niệm tỉnh giác, định sáng suốt, định vô lậu, vân vân. Có sống không ô nhiễm, có thực hiện các pháp như vậy, thì mới có thể ly dục ly ác pháp, mới không làm khổ mình, khổ người. Nếu một người quyết tâm tu hành để cầu giải thoát, mà cứ nhìn các pháp đến đều thấy nó là không, thì đó là một lối tu tập ức chế tâm, một lối tu tập chịu đựng, không phải là giải thoát. Nếu bảo rằng các pháp đều không, thì chúng ta thử lấy cây đánh vào thân ta, thì ta có cảm giác đau không? Nếu không đau là không, còn có đau là có. Còn có đau mà nói không đau là nói không thật, hoặc nói đau mặc kệ nó, đó là người không trí sáng suốt, người không hiểu biết, người chai lì, vân vân. Bởi vậy Tổ Sư Tử thấy hiểu biết cái gì cũng không mà phải chịu chết quan mạng. Cũng do không của Bát Nhã Ba La Mật mà ra nông nổi này: ngũ quẩn giai không. Kinh sách Phát Triển thường xuyên tạc giáo pháp của đạo Phật và gọi giáo pháp của Phật là tiểu thừa, thanh văn, ngoại đạo, cấm không cho tín đồ Phật giáo tu tập, còn gọi những người tu theo giáo lý Nguyên Thủy của Phật là tiêu nha bại chủng, chồi khô mọng lép. Tứ diệu đế là bốn chân lý của đạo Phật bất di bất dịch, không ai thay đổi được chân lý ấy. Thế mà Kinh sách Phát Triển dạy vô khổ, tập, diệt, đạo. Tu mà chỉ biết các pháp cả thiện lẫn ác đều không,
là trở thành cây đá. Đạo Phật dạy, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Thiện là pháp không làm khổ mình, khổ người. Pháp không làm khổ mình, khổ người là pháp giải thoát, là đạo đức nhân bản, nhân quả làm người. Còn nếu thấy các pháp thiện cũng là không, thì trở thành cây đá. Tu mà thành cây đá thì tu làm gì? Bởi vậy, từ khi có sự hí luận của Ngài Long Thọ, Trung Quán Luận là một tai hại rất lớn cho tín đồ Phật giáo từ thế hệ này đến thế hệ khác, chỉ toàn là ăn thứ bánh vẽ. Cho nên không một vị tu sĩ nào đạt được giải thoát. Đến khi chết không có vị nào mà không đau khổ cả. Họ đều lăn lộn trăn trở trên giường bệnh một cách khổ đau, không thua gì người thế tục.